Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay size nam có mã số 252 đến từ thương hiệu Seidor. Đây là dòng cao cấp và rất là hiếm của hãng Seiko, sử dụng bộ máy siêu mỏng. Đồng hồ thạch anh mặt số mã não màu xanh cực kỳ hiếm nha. Size của đồng hồ là 28x30. Ngoại hình đẹp xuất sắc, tầm 90-95%, dây Milan. Mặt số mã não màu xanh rất là đẹp, đồng hồ thạch anh, cọc số nổi mạ vàng. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi của hãng Seidor. Đây là dòng cao cấp đến từ thương hiệu Seiko. Giá bán của đồng hồ này là 2.500.000. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo. Khi mình đeo lên tay thì nó đẹp xuất sắc như vậy. Cọc số nổi mạ vàng, bắt sáng rất là đẹp, dây Milan. Bên hông của cái núm đồng hồ á, có đính một viên đá màu đen, rất là huyền bí và rất là đẹp. Mẫu đồng hồ này đang bán trên trang eBay là tầm hơn 18 triệu, chưa kể phí ship về Việt Nam. Tính ra thì mẫu đồng hồ này rất đắt đỏ, dù là một cái đồng hồ cũ nhưng mà có giá trên 18 triệu rồi. Nhưng do em đấu với giá rất là tốt nên em bán giá tốt cho mình chỉ có 2.500.000. Mình đã sold một cái đồng hồ chuẩn xịn da băng, dòng cao cấp đồng hồ thạch anh, mặt số mã não, cọc số nổi mạ vàng đến từ thương hiệu Seiko. Dây và vỏ của đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Ngoại hình đẹp xuất sắc, sử dụng bộ máy siêu mỏng. Mẫu này đeo lên tay rất là sang nha. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số seri của đồng hồ. Em bao bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ thương hiệu Seiko cho các bác sử dụng.